ra mà cứ chuộc trần gian. Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với ông Nicodemo rằng: không ai đã được lên trời ngoại trừ Con Người đấng từ trời xuống. Như ông Môsê đã dương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được dương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời. Quả vậy Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn, nhiều người không công giáo khi bước vào nhà thờ thì nếu mà bước vào lần đầu tiên thì cũng thấy sợ hãi, bởi vì nhìn lên thì thấy một cây thập giá và trên đó có treo một người thân hình nát tan, máu me bê bết, nhìn không ra hình dạng Con Người. Tại sao có một tôn giáo mà lại thờ một cái biểu tượng nhìn cũng ghê gớm như vậy? Vì thường cái cảm giác của những người ngoại giáo lần đầu tiên bước vào nhà thờ, khi họ tâm sự thì họ thấy rằng hơi sợ hãi. Chính vì vậy mà chúng ta thấy rằng sau này có nhiều cái nhà thờ, chúng ta thấy ở trên cây thập giá có treo hình tượng đấng phục sinh, thì lúc bấy giờ trông nó nhẹ nhàng hơn mỗi khi bước vào nhà thờ. Kính thưa cộng đoàn, ngày hôm nay chúng ta cùng với giáo hội mừng lễ suy tôn thánh giá. Chúng ta suy tôn thánh giá không phải là chúng ta suy tôn hai cây gỗ được đặt hình thập tự, nhưng ở đó chúng ta suy tôn đấng đã đóng đinh ở trên thập tự ấy. Đấng mà chúng ta biết rằng đã chết, là Thiên Chúa làm người, đồng lao cộng khổ, chia vui sẻ buồn với con người, và đã chết một cách tủi nhục ở trên thập giá. Đấng đã chết cho mỗi người chúng ta. Đấng đã dùng cái chết để mà đem lại ơn cứu độ cho con người chúng ta. Chúng ta suy tôn thánh giá là chúng ta suy tôn đấng đã chịu đóng đinh vào cây thập giá. Đấng đã chết vì tôi và tất cả mọi người. Chúng ta suy tôn thánh giá ngày hôm nay cùng với giáo hội thì chúng ta cũng không suy tôn cái đau khổ và cái chết, nhưng chúng ta suy tôn tình yêu, tình yêu mà Thiên Chúa dành cho con người chúng ta. Không có tình yêu nào cao cả như tình yêu mà của Người dám hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một của Ngài, và người Con ấy cũng đã yêu thế gian đến nỗi trao tất cả cho nhân loại chúng ta, kể cả sự sống của mình qua cái chết của Ngài trên thập giá. Chúng ta không suy tôn cái chết và đau khổ khi chúng ta chiêm ngưỡng thánh giá, nhưng ở đấy chúng ta nhìn thấy một tình yêu lớn lao tột cùng mà Thiên Chúa dành cho con người. Có một nhà thần học đã nói rằng ở nơi thánh giá thì người ta thấy tội ác con người đến tận cùng, và cũng ở nơi đó tình yêu của Thiên Chúa cũng biểu lộ, cũng dốc cạn đến tận cùng.
chính ở nơi thánh giá mà chúng ta có thể nhìn thấy hai điều đó. Thiên Chúa dùng tình yêu, Thiên Chúa yêu nhân loại và dùng cái chết của mình để mà cứu độ nhân loại. Thế nhưng Ngài cũng lại ban cho nhân loại cái tự do để mà có thể khước từ, để mà có thể chối từ hay loại bỏ hay ruồng rẫy. Chính vì vậy mà chúng ta thấy mặc dù tình yêu rất lớn, tình yêu rất bao la, thế nhưng chúng ta vẫn thấy rất nhiều người vẫn không nhận ra và rất nhiều người vẫn không tôn thờ. Đó chính là cái thực tế mà nói cho chúng ta rằng Thiên Chúa ban cho chúng ta tự do và Ngài cũng tôn trọng tự do của con người chúng ta đón nhận hay không. Đó chính là ở nơi mỗi người chúng ta chọn lựa. Do vậy mà mừng lễ suy tôn thánh giá ngày hôm nay, giáo hội không chỉ cho chúng ta chiêm ngưỡng cái chết của con một Chúa là Đức Giêsu Kitô, chiêm ngưỡng tình yêu lớn lao mà Thiên Chúa dành cho con người, nhưng cũng đồng thời nói với chúng ta rằng nếu chúng ta bước vào con đường của Chúa Giêsu thì cái chết và đau khổ cũng là cái giá mà mỗi người chúng ta phải trả trong cuộc sống này. Cái giá mà mỗi người chúng ta bước theo con đường thập giá Chúa Giêsu, vác thánh giá của mình mỗi ngày mà theo Chúa. Do vậy mà giáo hội cũng không ngừng qua thánh lễ ngày hôm nay cũng nhắc nhở mỗi người chúng ta rằng cuộc sống đức tin của mỗi người chúng ta là cuộc sống bước qua cái chết và đau khổ mỗi ngày để chúng ta bước theo Chúa tiến về quê trời. Đấy là hành trình của mỗi người Kitô hữu chúng ta. Đấy cũng là hành trình mà mỗi ngày chúng ta phải thực hiện từng giây từng phút trong đời sống của mình để vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Do vậy người Kitô hữu chúng ta được mời gọi đó là gắn kết những đau khổ, những mất mát, những thua thiệt của chúng ở trong đời sống con người chúng ta với thập giá Chúa, để chúng ta có thể được tiếp thêm sức mạnh từ ân sủng và tình yêu Chúa, để rồi chúng ta cũng có thể chiến thắng sự dữ, chiến thắng thế gian. Ở nơi thánh giá Chúa ngày mỗi ngày chúng ta chiêm ngưỡng tuyên xưng ở trong đời sống ta, ở nơi ấy chúng ta thấy được tình yêu đã chiến thắng sự chết, tình yêu đã chiến thắng hận thù, và sự tha thứ đã chiến thắng tội ác của con người. Do vậy mà mừng lễ suy tôn thánh giá ngày hôm nay, giáo hội không chỉ nhắc nhớ mời gọi nhưng mà còn đồng thời nói với chúng ta rằng đừng kéo lê thánh giá đời mình, nhưng hãy vác một cách hiên ngang. Đừng né tránh cũng đừng trốn tránh, nhưng hãy hiên ngang bước theo Chúa mỗi ngày trong đời sống chúng ta. Vác thánh giá đời mình, vác thánh giá quê hương mình, vác thánh giá của gia đình mình, những cái trách nhiệm và bổn phận mà chúng ta đón nhận ở trong đời sống này, hãy vác thánh giá mình mà bước theo Chúa. Bởi vì chúng ta biết đích điểm mà chúng ta đến đó chính là quê trời, đó chính là sự sống viên mãn ở bên đấng phục sinh. Mừng lễ thánh giá, suy tôn thánh giá ngày hôm nay, chúng ta xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn luôn cảm thấy hân hoan, luôn luôn cảm thấy lạc quan, tin tưởng và tràn đầy hy vọng để gánh vác thánh giá đời mình mỗi ngày mà bước theo Chúa. Amen.